khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và biết có thể bị xử phạt nhiều tiền. Nhiều tài xế thường lấy nhiều lý do để chây ý, bất hợp tác, thậm chí có ý định bỏ xe máy, khiến tổ công tác gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc tuyên truyền, thuyết phục, nhiều trường hợp, các chiến sĩ cảnh sát giao thông còn phải nịnh người vi phạm. 13:30, chiều ngày 10 tháng 8, đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội, bắt đầu thưa dần. Không khó để các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông số 5 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phát hiện nhiều người điều khiển giao thông mặt vẫn còn đỏ, có dấu hiệu vừa sử dụng rượu bia xong. Khi tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số 5 do đại úy Đào Xuân Dũng làm tổ trưởng tiến hành dừng một số phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Có trường hợp đã vượt mức cao nhất, vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Đáng chú ý, quá trình kiểm tra, nhiều trường hợp sử dụng nhiều chiêu trò để né tránh kiểm tra nồng độ cồn qua mắt lực lượng chức năng như quay đầu xe bỏ chạy, xuống xe bỏ đi, rẽ vào đường nhánh tránh chốt kiểm tra, dắt bộ xe qua chốt kiểm soát. Có trường hợp khi bị kiểm tra, dù thừa nhận đã uống rượu bia nhưng lý do vui quá, uống một chút hoặc phải tiếp khách rồi không chịu thổi vào máy đo nồng độ cồn hoặc nói không biết thổi. Chưa thổi, có thổi máy nó kêu không? Có thổi đều hơi ra 30 giây nhé. Khi nào thổi kêu thì đưa 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 đưa. Đấy như thế là liên tục trong khoảng 30 giây nhé. Khi nào mở thôi thì bắt thôi. Chưa được nhé. Bác lấy một hơi, hít một hơi sâu thôi. Hít một hơi sâu thôi. Rồi gì lại à? Phù bác nào? Mạnh. Phù phù bác. Máy nó kêu không? Phù mạnh. Thậm chí có trường hợp đã nhận lỗi nhưng không ký vào biên bản và cho rằng máy thổi nồng độ cồn bị hỏng khi biết số tiền bị phạt còn cao hơn cả giá trị chiếc xe và muốn bỏ cả xe luôn, đơn cử như trường hợp này. Không bảo bây giờ không, bây giờ dưới giờ tôi về xe phương tiện tôi đi về tôi đi làm nhưng đây là quy định của nhà nước đi kiểm xe mà trong môi trường của nó là người ta sẽ chẳng biết là giấy phép lái xe và phương tiện của nó là một tuần đeo thì phép lái xe ấy uống nước ngon bia mà thấy đéo ông đưa đưa thổi lại đó sao bảo bác đây là cái qua máy đo nồng độ cồn có đeo biết là máy là uống có nước ngon bia mà vào thổi đéo hiểu ông đưa lại rồi đây mời bác ngồi đi á anh em ông đốt mẹ xe mời bác ngồi đi á Đối với các trường hợp như vậy, ngoài việc tuyên truyền để người vi phạm hiểu rõ quy định pháp luật khi sử dụng rượu bia lái xe để tránh vi phạm lần sau, thì tổ công tác còn phải nhẹ nhàng nịnh người vi phạm để chấp hành việc kiểm tra xử lý. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong và tạm giữ 4 xe máy và giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Các trường hợp bỏ chạy, không chấp hành theo hiệu lệnh của người thi hành công vụ là hành vi cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Đây không đơn thuần là thiếu văn hóa giao thông, mà là ý thức không tuân thủ, coi thường pháp luật của người vi phạm. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 123/2021 của Chính phủ, thì mức xử phạt cao nhất về vi phạm nồng độ cồn đối với người lái ô tô hoặc các loại xe tương tự. Trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, từ 30 đến 40 triệu đồng. Đối với người lái xe máy và các loại xe tương tự là từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Cả hai trường hợp trên đều bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Những trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì sẽ bị xử phạt theo mức cao nhất của hành vi vi phạm nồng độ cồn. Thực hiện kế hoạch số 299 của Bộ Công an cũng như là kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố và Phòng Giao thông Hà Nội đã nghiên cứu và cho đội giao thông 5 triển khai xử lý theo kế hoạch 299 của Bộ Công an, xử lý nghiêm những các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Đó là nguyên nhân chính tiềm ẩn các tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cái tuyến quốc lộ 5 đường Nguyễn Văn Linh. Thì đội giao thông 5 đã bố trí lực lượng 24/24 giờ tuần tra kiểm soát liên tục, xử lý nghiêm những cái hành vi cả ô tô, xe máy, xe mô tô và các phương tiện kinh doanh vận tải như xe khách, xe chạy đường dài,
trên các tuyến Nguyễn Văn Linh quốc lộ 5 này thì tổ tuần tra cũng đã trực tiếp xử lý kịp thời, ngăn chặn những hành vi có sử dụng nồng độ cồn trong hơi thở. Tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo đúng quy định. Theo Đại úy Dũng, biện pháp tuyên truyền kết hợp với xử lý nghiêm vi phạm sẽ tạo chuyển biến tích cực. Mục đích của cảnh sát giao thông không phải chỉ xử phạt, thu tiền phạt, mà muốn tuyên truyền để người dân chấp hành pháp luật tốt hơn khi tham gia giao thông, phải đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người xung quanh.